kìa. Anh chưa ăn, anh chưa ăn sáng. Anh ăn đi, em nãy anh ăn gì? Chưa ăn. Anh ăn chưa ăn rồi. Ăn sáng rồi. Em nãy thiệt á. Ăn rồi. Em nói thiệt. Nhưng mà đói là ăn. Không ăn đậu phộng. Đừng quen. Chị quên đây, mới kéo đi kìa, thông cảm, cắn giùm cái giọt chị nha. Thông cảm. Cái gì thông cảm? Bán mà thông cảm cái gì? Tập bi thôi hả? Thông cảm. Nó thông cảm nha. Quay đi, trời tôi rồi quay đâu ai. Ăn liền không? Có con này. Ăn phải ăn liền chứ. Về. Để về nhà ăn hả? Ăn liền đi. Mấy ổ chị Út? Ba ổ hả? Nướng mà không quay thịt nướng không được. Bao ngon. Nướng nó quay đi. Thịt xào bao ngon. Bánh mì thịt nướng bao ngon. Bún thịt nướng bao ngon. Bún thịt xào bao ngon. Bánh mì, bánh mì. Bánh mì em bán á, bao ngon. Dạ em phụ việc cho ông bao ngon. Phụ việc đó, phụ việc đợi đợi hôm qua vô em làm đi chờ tắt. Em là người phụ việc. Bánh mì thịt nướng bao ngon. Quay về mà hỏi bún thịt nướng bao ngon. Chỗ bán đi, bán mấy này giờ đang bún thịt xào bao ngon. Bánh mì thịt nướng bao ngon. Đây bánh mì đây. Bún thịt nướng bao ngon. Ổ mì thịt nướng nhiều ổ à? 15.000. 15.000. Bánh mì thịt nướng bao ngon. Thịt nướng 15.000. Quận 12, bánh mì quận 12 15.000. Bánh mì thịt nướng bao ngon. Thịt xào bao ngon. Bao ngon. Nếu không ngon thì sao? Không ngon không lấy tiền. Bao ngon không lấy tiền nha mọi người. Bún thịt nướng bao ngon. Bún thịt nướng. Bún thịt xào bao ngon. Đây. Xe bún này mọi người ơi. Xe bún với xe bánh mì thịt nướng 15k. Khói bốc lên cao luôn mọi người. Bánh mì là 15, bún là 25 hả? Bao ngon. Bánh mì là 15, bún là 25. Bao ngon. Bánh mì thịt nướng bao ngon. Làm em ổ bánh mì đi. Dạ. Ớt không em? Ớt luôn. Bao ngon. Bánh mì thịt nướng bao ngon. Mọi người bánh bánh thằng bánh mì mà thịt nướng này là mình phải có tương phải không? Có tương mới ngon phải không? Tương đen rồi nó mới đúng phải không? Đúng bài đó đó. Mới đúng bài phải không? Bánh mì nè, nước mắm này bây giờ thôi à. Bún thịt nướng bao ngon. Thấy không? Bún thịt xào bao ngon. Hai người bạn có ổ à? Bánh mì thịt nướng bao ngon. Bún thịt nướng bao ngon. Bún thịt xào bao ngon. Rồi, bánh mì thịt nướng bao ngon. Bún thịt nướng bao ngon. Bún thịt xào bao ngon. Thì bán trên đường Quỳnh Thị Hai nha mọi người. Bánh mì thịt nướng Quỳnh Thị Hai gần ngon. Đường Du Thị Mười. Bún thịt nướng bao ngon. Bún thịt xào bao ngon. Bánh mì thịt nướng bao ngon. Bún thịt nướng bao ngon. Bún thịt xào bao ngon. Bánh mì thịt nướng bao ngon. Bún thịt nướng bao ngon. Bún thịt xào bao ngon. Bán ở
về coi vô YouTube phong cách lạ coi nha. Phong cách lạ. À, gõ phong cách lạ. Bánh mì thịt nướng bao ngon. Bún thịt nướng bao ngon. Cô mời bánh mì thịt nướng. Cô mời số điện thoại 0868 834 103. Mọi người khu vực đường Quỳnh Thị Hai, đường Du Thị Mười rồi nhớ bún thịt xào, bún thịt nướng, bún thịt xào bao ngon. À, bún thịt nướng, bún thịt xào 25.000. Bún thịt xào bao ngon. Đây, bún thịt xào đó. Bún thịt xào. Bánh mì, thịt nướng bao ngon. Bún thịt nướng bao ngon. Bún thịt xào bao ngon. Bánh mì, thịt nướng bao ngon. Bún thịt nướng bao ngon. Bún thịt xào bao ngon. Bánh mì thịt nướng bao ngon. Bún thịt nướng bao ngon. Bún thịt xào bao ngon. Bánh mì thịt nướng bao ngon. Bún thịt nướng bao ngon. Bún thịt xào. 15.000 à, 15.000 được mấy miếng? Bánh mì cô ơi. 4 miếng. Bánh mì thịt nướng bao ngon. Bún thịt nướng bao ngon. Bún miếng. Bún thịt xào bao ngon. Bánh mì thịt nướng bao ngon. Bánh mì cô mời nha mọi người. Bún bánh mì bún thịt nướng cô mời. Bún thịt xào bao ngon. Cô mời. Không ngon không lấy tiền. Không ngon không lấy tiền. Bánh mì thịt nướng bao ngon. Bún thịt nướng bao ngon. Bún thịt xào bao ngon. Bye bye mọi người nha. Thì đi ăn bánh mì thôi.